máy cắt xuống phà mấy bạn ơi, cặp 70 chuẩn bị xuống phà luôn nè. Trời ơi trời ơi, chậm rồi kìa. Trời ơi, có kìa. Giờ mình đang ở trong Hòa Thuận các bạn ơi. Giờ có chiếc máy cắt lúa 105 nó đang chạy qua. Dẹt ra trời, nhổ làm chi, ta dẹt lúa ra vậy nè.
đứng lên để quan sát luôn các bạn ơi. Chỗ nào sập cố gắng cắt tỉ cho bà con nha. Rồi đậu lại để sang lúa không á. Hay quá, đất hay quá. Ở đây có cá hấu. Giỏi quá. Rồi mấy cậu tiếp tục ra đồng. Ô ô trời ơi là trời. Đó, bá đạo chưa, bá đạo chưa? Biết không? Ở trong hình cũng có luôn á chú. Vậy hả? Vậy hả? Ê, thấy con mèo mà măng thịt chưa? Chưa. Con mèo là làm cho được cảm ơn nhiều. Thấy chưa? Đấy. Quá trời chim luôn à. Chị mén bay đẩy như thế không? Ăn mấy con gậy nó đậu trên lúa, cắt mấy cá chạy nó bay lên rồi mấy con chim mén nó bay theo nó ăn. Đẩy xuống dưới kia phải không? Con cắt còn kia. Bắt rồi, dưới lúng sâu luôn. Dưới kia, dưới sáu, ghê lắm luôn, đúng. Sao? À, tự nhiên mới cắt ha. Cắt rồi. Bởi vì lúng sâu lắm luôn. Vậy hả? Cái cắt nặng lắm luôn á. Mà kéo dưới kia. Kéo kè. Kéo lên nào. Mấy lần nổi hả? Hồi nào? Bị nào? Hồi lúc kia. À, ghê vậy trời.